Hello Trung, 8 năm không gặp ông ơi. Không tưởng Em tôi tưởng có tin đồn, có tin đồn, tin đồn con phèo nó đồn, nó nói Trung chắc dạo này chắc là cúm điện đi rồi, đâm ra không thấy làm cha với anh em nữa, nó lo gần chết. hôm vừa rồi cũng đặt lô nhưng mà chưa thấy ship tới, Chưa thấy hàng mà về tự hả? dưng cái gì à, mà tự dưng cái giải tán nhưng bây giờ không biết bán cho ai. Bán lại cho anh Bắc đi, con Bắc qua Làm phát triển buôn bán ở bên Đan Mạch được á. dạ hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh Đó, chị nha. mới nhắn phèo có phèo vô Dạ, chung linh chào cô về. chú. Vừa rồi thì em cũng lâu rồi em cũng không tham gia, công việc này kia nó cũng nhiều á, thì cũng cảm ơn anh Thơ Quang, cô chú anh chị là cũng nhớ tới, nhưng mà cũng có thời gian để theo dõi các cái hiện tượng, các sự việc trong cái xã hội, đặc biệt là ở Việt Nam ta, thì để qua đó mình thấy được có những cái mà nó cũng là cái bất cập, cái bất cập. Thế nhưng mà cái bất cập đó thì đã được các cơ quan chức năng người ta giải quyết, và giải quyết như thế nào, nó mang tính nhân văn hay không, thì cái đó nó cái mà em quan tâm tới. Thì vừa rồi em cũng nghe ý kiến trao đổi của các anh, đặc biệt là anh Châu Huỳnh. Em thì em cũng biết anh Châu Huỳnh từ trước, khả năng anh cũng không 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 biết em đâu. Thế nhưng mà em cũng đã nghe nhiều bài của anh nói chuyện rồi. Đấy, thì cũng có dịp được nghe, cũng học hỏi được nhiều. Thế thì về quan điểm cá nhân của em nha, về cái vấn đề, cái hiện tượng vừa rồi trong thời gian vừa qua mà được mạng xã hội nhắc đến rất là nhiều, đó là cái trường hợp của anh Tú mà gọi là Thích Minh Tuệ đấy. Đi gọi là có cái hình thức tu tập, có hình thức tu tập mà theo cá nhân của anh ấy thôi nhé, của cá nhân anh thôi. Thì ở đây thì em không nói đến cá nhân của anh Tú và anh Thích Minh Tuệ đó, mà em chỉ trao đổi quan điểm cá nhân của em qua cái sự việc vừa rồi đấy, có liên quan đến anh, quá trình anh tu tập, và đến nay có thể nói là cũng là coi như là cũng là kết rồi, có thể nói là chúng ta có thể nói là kết thúc đấy. Thì em chia sẻ một chút, thì nội dung em chia sẻ thì em sẽ chia sẻ theo cái hướng là cái trong cái lịch sử đó, trong cái lịch sử em khái quát qua một chút, và em sẽ có sự so sánh nha. Em Ok chưa? có sự à, em sẽ có sự so sánh giữa cái tự do tôn giáo và giữa Việt Nam và Hoa Kỳ luôn, và em sẽ so sánh với Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ là một trong những quốc gia mà rất hay đưa cái vấn đề tôn giáo của Việt Nam chúng ta vào để mà gây khó gây dễ, chúng ta có nói thẳng như thế. Rồi sau đó thì em sẽ kết luận theo cái hướng của em thôi, chứ còn dĩ nhiên là mỗi cô chú anh chị có quan điểm khác nhau. Cô chú anh chị nào mà cùng quan điểm thì em cũng rất là mừng, mà nếu có quan điểm trái chiều mà chúng ta có thể phản biện lại nhau, đúng không ạ, Đúng rồi, chia sẻ cho nhau để cùng học hỏi, cùng tiến bộ, thì em rất là hoan nghênh. chính Còn tất xác. cả những cô chú anh chị mà có cái quan điểm trái chiều nhưng mà lại theo cái hướng mà miệt thị, hoặc là theo cái hướng mà sử dụng những câu từ mà nó thiếu văn hóa, thì xin lỗi là em không có tiếp, bởi vì nói thật là em không có thời gian để tiếp những cái người như vậy. Thế thì ở đây ấy, em sẽ chia sẻ một chút, đó là gì, nếu mà nói ấy, thì trong lịch sử loài người đó, thì tôn giáo xuất hiện rất là sớm, và cái tín ngưỡng tôn giáo khi ra đời ấy, thì nó cũng gắn liền và nó đi cùng luôn Cho thêm các quy định xã hội. chút xíu chung, xin lỗi chung. Vũ Huy gửi yêu cầu để Vũ Huy, bởi vì không biết làm sao mà vô cái phần mà mời khách á, mời khách á, sổ sổ tên ra thì không thấy được nick của Vũ Huy. À không thấy được nick thì thấy được có hai nick à. Rồi bấm gửi yêu cầu đi để mình thấy mình mới mời đến được. Ok xin mời chung. Dạ thì em nhắc lại một chút nha, Yeah. đó là trong lịch sử loài người á, thì tôn giáo xuất hiện rất là sớm, và tín ngưỡng tôn giáo ra đời thì cũng đi kèm với lại sự xuất hiện của các cái quy phạm pháp luật, hay chúng ta hay nói là những cái quy định ấy,
quy định chung của xã hội, ví dụ như nó liên quan đến phong tục tập quán đạo đức đấy, mà chúng ta có thể nói là một trong những cái đặc trưng của tôn giáo gắn liền với tôn giáo, đó là việc mang, có thể nói là mang cái dấu ấn của cái dân tộc ở cái khu vực đó. Thì ngày hôm nay thì tôn giáo thì chúng ta thấy rồi, đã phát triển rất là rộng rãi trên thế giới, hầu như tất cả các quốc gia, nhưng mà vẫn mang cái dấu ấn, hay là có thể nói là mang cái hồn cốt của cái quốc gia mà cái tôn giáo đó tồn tại. Ví dụ như Phật giáo ở Việt Nam đi, thì ngoài những cái điểm thống nhất cơ bản và cốt lõi thì cũng có những cái điểm khác với Phật giáo ở Trung Quốc, và cũng khác với lại, có điểm khác với lại ngay cả ở quê hương của Phật giáo đó là Ấn Độ, hay là các cái đạo khác, ví dụ như đạo Hồi ở Indonesia thì nó cũng khác đạo Hồi ở Iran, và đạo Thiên Chúa ở Israel thì cũng khác với đạo Thiên Chúa ở nhiều quốc gia châu Âu khác. Cái này cô chú anh chị cứ tìm hiểu là sẽ thấy thôi. Và trên thế giới thì cũng có nhiều cái mô hình nhà nước nó liên quan đến tôn giáo. Ví dụ như quốc gia tôn giáo ở đây chúng ta có thể kể đến là một trường hợp điển hình, đó là Vatican. Và quốc gia thì có quốc đạo, ví dụ như là quốc gia Hồi giáo đi, đúng không ạ? Thì đó, người ta coi đạo Hồi là quốc đạo, chúng ta nói là quốc đạo ấy. Và cũng có quốc gia đa tôn giáo, nhưng mà trong đó sẽ có một tôn giáo được nhà nước đề cao, ví dụ như Hoa Kỳ. Đấy, cái này tí nữa em sẽ nói. Hoặc là cũng có những quốc gia đa tôn giáo, nhưng ở đó thì các tôn giáo đều bình đẳng về mọi mặt, ví dụ như ở Việt Nam chúng ta. Bởi vì Việt Nam chúng ta có cái luật tự do tín ngưỡng tôn giáo mà, đúng không ạ? Mọi người đều bình đẳng, các tôn giáo đều bình đẳng cả, thì chúng ta có thể theo dõi, chúng ta thấy thôi. Thế thì tại sao em lại nói đến, nhắc đến Hoa Kỳ? Bởi chúng ta thấy rất là rõ này, ví dụ như tỷ lệ dân số mà theo thiên tôn giáo ở Hoa Kỳ là rất cao nhé, chiếm trên 70%, trên 70% nhé. Và thiên tôn giáo được nhà nước Hoa Kỳ là đề cao hơn các tôn giáo khác. Tại sao em khẳng định như vậy? Bởi vì nhiều hoạt động chính thức của nhà nước Hoa Kỳ đã gắn liền với thiên tôn giáo, như là trong các kỳ họp quốc hội ấy, là thường bắt đầu việc cầu kinh. Đấy, trong nghi thức nhậm chức nhé, chúng ta theo dõi đấy, tân tổng thống Mỹ là phải đặt tay lên cuốn kinh thánh để tuyên thệ, đúng không ạ? Đúng. Và trên đồng đô la Mỹ đấy là có ghi cái dòng chữ là In God We Trust đấy, là chúng ta tin tưởng vào Chúa, đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy, thì rất rõ ràng đây là có sự gì ạ? Có phải là bình đẳng không, hay là được đề cao? Thì cái này cô chú anh chị tự đưa ra quan điểm của mình nhé. Và chúng ta theo dõi là chúng ta thấy rõ nhất là sau cái sự kiện mà chúng ai cũng biết, đó là sau cái sự kiện 11 tháng 9 năm 2001 đấy. Thì các giáo dân mà Hồi giáo là bị kỳ thị rất là nặng, chúng ta cứ lên chúng ta tìm hiểu cũng thấy thôi. Và cũng đã có trường hợp là một cái mục sư Tin Lành đó ở bang Florida đã lên kế hoạch thu thập và đốt kinh Koran của đạo Hồi. Dĩ nhiên là cái sự việc này nó không thành, nhưng mà nó có diễn ra. Thế là những cái mà chúng ta có thể thấy rất là rõ. Còn nói Hoa Kỳ có chính phủ Hoa Kỳ hay là nhà nước Hoa Kỳ, người ta có quản lý chặt chẽ về mặt tôn giáo hay không? Em khẳng định là có. Và em sẽ lấy ví dụ chứng minh luôn tại sao lại có. Vào tháng 4 năm 2008 ấy, là cảnh sát bang Texas ấy, đã đột nhập và giải tỏa khu liên hợp, hay là gọi là nơi sinh hoạt của giáo phái Đa Thê. Giáo phái Đa Thê giải cứu hơn 500 trẻ em thường xuyên bị đánh đập hành hạ, hàng trăm phụ nữ kể cả vị thành niên bị bắt làm nô lệ tình dục, và vị giáo chủ ở đây có tới 150 vợ. Và vụ việc này đã được đưa ra xét xử tại tòa án Texas. Nếu như mọi người không tin, có thể lên tìm hiểu lại xem sự việc này nó có đúng hay không. Đấy, thế nên là tại sao lại nói là những cái thành phần nó chống phá, nó muốn là gì? Muốn nhà nước không quản lý tôn giáo, đúng không ạ? Gọi là nó tách biệt ra, giống như trước đây chúng ta thấy có những cái nhóm á, đúng không ạ? Có cái nhóm mà nó bảo là xóa bỏ điều 4 hiến pháp ấy, gọi là xóa bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, với trong 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 xã hội đấy. Thì bây giờ nó cũng là cái chiêu trò đó thôi. Mục đích của nó là
nó muốn là tôn giáo tách hẳn ra khỏi nhà nước, không chịu sự quản lý của nhà nước, không cần phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Thì cái chiêu bài này nó rất rõ ràng rồi. Và xin thưa là không riêng Hoa Kỳ đâu, các quốc gia khác cũng vậy. Người ta đều có những cái quy định để mà gì, để mà các anh muốn hoạt động tôn giáo kiểu gì thì hoạt động, nhưng anh phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật của quốc gia đó, chứ anh không thể đi ngược lại được. Và đó là một cái mà để em lấy ví dụ để cho mọi người thấy xem ở Hoa Kỳ người ta có quản lý về mặt tôn giáo hay không, hay là người ta để cho tôn giáo tự sinh ra và muốn làm gì thì làm. Không bao giờ có, em khẳng định là không bao giờ có. Và cái vụ án mà của giáo phái Đa Thê này là một cái ví dụ thôi, một trong những ví dụ điển hình để mọi người có thể thấy được là có hay không, đúng không ạ? Thì ở Việt Nam chúng ta đó thì có rất nhiều các cái ngay kể cả trong hiến pháp, trong pháp luật hay là trong các nghị quyết của hội nghị trung ương các khóa thì đều khẳng định cái vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo. Đấy, tự do tín ngưỡng tôn giáo. Thế nhưng mà cũng nghiêm cấm, đúng không ạ, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của nhà nước để kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia. Cái điều này thì rất rõ ràng rồi, đúng không ạ? Thế nên là em có nói là các quốc gia người ta đều có sự quản lý cả, chứ không có cái chuyện mà người ta bảo để cho anh này. Anh thích thì anh lập cái tôn giáo đó ra, và anh thích thì anh muốn làm gì anh làm. Anh không cần phải tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật quốc gia đó là không có. Không hề có, điều đó là chắc chắn. Nếu mà để như vậy, không riêng gì Việt Nam mà các quốc gia khác đều sẽ loạn. Vì các tôn giáo sinh ra và hoạt động một cách nó bừa bãi, nó không theo một cái kiểu nào cả, và nó không cần phải tuân thủ bất cứ một vấn đề gì cả. Và nếu mà nói như vậy đó, thì người ta, các cái tôn giáo người ta không cần phải có các cái quy định, đúng không ạ? Các cái giáo lý, giáo điều hay là các cái quy định liên quan đến để anh thực hiện cái việc tu tập trong cái tôn giáo đó như thế nào. Và cũng không cần phải cấm, ví dụ như cấm ăn chay, cấm ăn mặn hay là cấm sát sinh, cũng không cần những việc đó, đúng không ạ? Thế thì nó sẽ loạn ngay, xã hội nó sẽ loạn ngay, không bao giờ có chuyện đó. Thế thì ở Việt Nam chúng ta trong cái thời gian mà sau khi Việt Nam chúng ta mà được gọi là phá bỏ được cái thế bao vây cấm vận á, thì cùng với việc Việt Nam chúng ta hội nhập á, thì nó cũng sẽ có du nhập những cái yếu tố xấu độc, đúng không ạ? Hay là những cái yếu tố mà có thể nói là chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nó cũng sẽ du nhập vào. Nó chính xác là như thế. Thế thì trong đó hai vấn đề, đó là dân tộc và tôn giáo sẽ đóng vai trò chủ đạo đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Bởi vì chúng ta thấy có nhiều quốc gia trên thế giới, và chúng ta nhớ trước đây những cái cuộc thập tự chinh, đúng không ạ? Chúng ta có thể gọi đó là những cuộc chiến tranh tôn giáo. Bởi vì sao? Bởi vì là những cái giai tầng này đó, đúng không ạ? Hay là những cái người mà đứng đầu các cái nhà nước này đó, người ta đã lợi dụng vào tinh thần tôn giáo để người ta kích động những cái cuộc gọi là thanh trừng chiến tranh, để mà tranh giành cái sức ảnh hưởng cũng như là mở rộng lãnh thổ, đấy, xâm chiếm lục địa. Cái này thì nó rất là rõ ràng, ngay kể cả ở Việt Nam chúng ta cũng vậy thôi, chứ không phải là không. Đấy là những cái mà chúng ta có thể, em có thể khái quát lại một chút thôi, chứ còn mỗi một tôn giáo thì cái lịch sử ra đời và hình thành nó rất là dài, và nó liên quan đến các cái vấn đề cốt lõi, bản chất hay là những cái nội dung cơ bản của các cái tôn giáo thì cũng rất là dài và rất là phức tạp, mà có thể là cần đòi hỏi phải có những cái nhà nghiên cứu. Đấy, người ta có cái kiến thức, đúng không ạ? Người ta nghiên cứu thì người ta mới có thể nắm chắc được những cái tôn giáo cụ thể. Chứ còn em chỉ là khái quát một chút về bề ngoài như vậy thôi, và nêu ra cái ví dụ như vậy để mọi người có thể thấy được là không riêng gì ở Việt Nam mà ở Hoa Kỳ người ta cũng sẽ có quản lý về lĩnh vực tôn giáo. Thế thì ở cái thời gian vừa qua chúng ta thấy cái hiện tượng ông Thích Minh Tuệ đó, thì em có thể nói như thế này, em chỉ nói riêng đến liên quan đến cái này thì nó có một chút hơi hướng, đúng không ạ, một chút hơi hướng giống với lại Phật giáo,
thì em sẽ đi chính về cái nội dung này. Chúng ta đều biết là Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng là một tổ chức, đúng không ạ? Cũng là một tổ chức được nhà nước thừa nhận, công nhận và bảo vệ cái việc mà tu tập phát triển tín đồ hay là các cái nơi thờ tự để đảm bảo cho quá trình tôn giáo đó phát triển và đồng hành cùng với dân tộc. Thì trong giáo hội có những cá nhân người ta có những cái hành động nó không đúng so với quy định của giáo hội, có không thì em khẳng định là có, mà cụ thể nhất đó là trong cái thời gian gần đây, khi mà đặc biệt là cái sự phát triển của internet ở Việt Nam chúng ta đó, thì có những nơi, có những cá nhân người ta đã thông qua cái mạng internet để người ta phát triển cái cơ sở thờ tự, cái điều đó thì em ủng hộ thôi. Thế nhưng người ta lại lợi dụng vào đó để có những cái vấn đề, ví dụ như kêu gọi mà cúng dường đấy, đúng không ạ? Rồi Đúng kêu rồi. gọi ủng hộ thế này thế nọ, rồi là đưa ra những cái quan điểm mê tín dị đoan, hay là cái gì mà gọi là cúng, rồi là để mà cái gì gọi là sao xiếc gì đấy, đúng không ạ? Dâng Sao trao giải hạn, vậy rồi cái gì gì đấy, đúng không ạ? cũng sao vậy Thì hả ừ. đấy đấy là những cái mà chúng ta có thể nói là nó là mê tín dị đoan và nó gây ảnh hưởng đến quần chúng nhân dân, và đặc biệt là nó ảnh hưởng đến cái uy tín của giáo hội. Thế thì những cá nhân đó, chúng ta không thể đánh đồng những cá nhân đó với lại giáo hội được, bởi vì bạn ngay kể cả giáo hội người ta cũng không ủng hộ việc đó. Thế nhưng việc xử lý có hay không thì có, chúng ta thấy có những trường hợp mà bị xử lý, đúng không ạ, của giáo hội. Thế nhưng mà cái việc xử lý đó có thể là chưa được triệt để, bởi vì ít nhiều chúng ta phải hiểu là tôn giáo như Phật giáo thì người ta mang tính chất nó có thể nói là nó tu tập để bỏ đi tham sân si mà, đúng không ạ, để hướng tới con người đến chân thiện mỹ. Thì trong quá trình đó thì có thể người ta xử lý nó mang tính nhân văn. Thế nhưng chính việc xử lý như vậy cũng là một trong những yếu tố để các cái đối tượng nó lợi dụng để Đã kết thúc. nó kích bác, đúng không ạ? Nó kích bác và nó cho rằng là thế này thế nọ và nó ảnh hưởng đến xã hội. Cái điều này này em thừa nhận và chính xác nó có những cái việc đó. Và rất rõ ràng là khi có những người đưa ra những quan điểm mà lợi dụng vào những cái cá nhân để mà đánh phá vào giáo hội hay là nhằm hạ uy tín của giáo hội, cái điều đó thì chúng ta có thể nhận ra được ngay chứ không phải là khó gì cả. Và cái điều đó là một trong những cái mà các cái đối tượng nó lợi dụng triệt để, có em có thể khẳng định là nó lợi dụng một cách nó triệt để luôn đấy đấy, chứ không phải là không đâu đấy. Thì trong thời gian đó, trong thời gian vừa rồi đấy, thì dĩ nhiên là em chưa nói đến cái vấn đề là có cái sự can thiệp của các cái tổ chức cá nhân chống phá nhà nước hay không, hay là chúng đang tiến hành cái âm mưu diễn biến hòa bình hay không, hay là lợi dụng tôn giáo để chống phá đảng nhà nước hay không, thì cái này em không dám đề cập nhé, em không nói đến, bởi vì em không có cơ sở nào để mà đặt vấn đề cả. Thế nhưng nó có ảnh hưởng đến cái tình hình trật tự an toàn xã hội hay không thì em nghĩ là có đấy, cá nhân em nghĩ là có, bởi vì chúng ta thấy rất là rõ là cái việc mà đi như vậy đó thì có ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông hay không là có, bởi vì trên quốc lộ mà nhiều người đi như vậy nó ảnh hưởng chứ, ảnh hưởng đến nhiều người, nhiều phương tiện tham gia giao thông chứ không phải là không, đúng không ạ? Và cái điều này là em đã chia sẻ rồi. Còn về công văn của giáo hội thì người ta khẳng định mục đích của người ta là gì, đó là người ta khẳng định là cái anh Tú Thích Minh Tuệ này là anh không có liên quan đến giáo hội cả, nên mọi hành động của anh ấy chúng ta cứ nói một cách ngắn gọn đó là anh tự làm, anh tự chịu nếu như anh sai, đúng không ạ? Không ảnh Đúng rồi. hưởng đến giáo hội cả, bởi vì giáo hội là một tổ chức có uy tín, có lịch sử lâu năm, người ta phải đứng ra, người ta có quan điểm của mình để bảo vệ cái uy tín của tổ chức chứ, làm sao người ta có thể để các anh lợi dụng vào đấy để các anh chống phá được, đúng không ạ? Thì rất là rõ. Và ngày hôm nay chúng ta thấy là có cái YouTuber đấy, đúng không ạ, sinh năm 90 ở Bình Dương đấy, là cũng bị xử lý về cái việc là đưa tin sai sự thật đấy, giật tít câu like, đúng không ạ, nào là cực căng, nào là cái gì gì đấy đấy.
Thì dĩ nhiên là cái vấn đề các anh đưa tin, các anh là cái YouTuber hay là TikToker hay là Facebooker đi chăng nữa, thì các anh đưa tin thì cái chuyện tự do ở Việt Nam không cấm các anh đưa tin. Thế nhưng đòi hỏi các anh đưa tin nó phải chính xác, chứ không phải là các Rồi. anh giật tít câu like, đúng không ạ? Không phải là các anh giật tít câu like để kiếm tiền, để kiếm view, mà anh đưa tin về nội dung nào đó đòi hỏi anh phải chính xác, khách quan, đấy, đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng điều kiện hoàn cảnh, đấy, và đúng, đặc biệt là đúng cái nội dung sự việc diễn ra, để đưa những cái thông tin đến người đọc, người nghe, người xem nó một cách khách quan nhất, trung thực nhất, để cho người người nghe, người xem, người đọc, đúng không ạ, người ta tiếp nhận những cái thông tin để người ta bổ sung thêm kiến thức, đúng không ạ, phát triển của nó, tư duy và trí tuệ, chứ không phải các anh đưa tin để các anh làm lũng đoạn đi, làm nhiễu các cái kênh thông tin đi, để ảnh hưởng đến cái nhận thức của người dân. Rất nhiều người, đúng không ạ, đã chả không biết gì cả, thế nhưng mà sau khi theo dõi như vậy thì tự dưng lại trở thành một cái gì đấy nó rất là thần thánh, nó rất là thần thánh đấy, quỳ lạy có, nằm rạp ra có, người lớn có, người lớn tuổi có, người trẻ có, đúng không ạ, nam có, nữ có, rồi cuối cùng ngày hôm nay đến ngay kể cả anh gọi là đại pháp sư Kim Cang thì anh cũng phải vào đánh bắt phở đấy cho nó đỡ đói, đúng không ạ, không biết là anh ấy là bắt phở đấy là tái hay là chín thì em không biết, mà phở bò hay phở giò thì em không nắm được. Thế nhưng rất rõ ràng là chả có cái hình thức nào, chả có cái hình thức tu tập nào, và cũng chả có cái đại kim cương pháp chỉ pháp treo gì mà theo tôn giáo như Phật giáo mà lại có cái hành động như vậy. Bởi vì anh nhận thức được rằng Phật giáo là người ta gì ạ? Không sát sinh, không ăn mặn, đúng không ạ? Người ta ăn chay. Mà bản thân mình nên cái gì đấy? Gọi là đại kim cương cái gì 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 đấy, đúng không ạ? Pháp Hộ hộ pháp gì đấy. pháp Mà Kim hộ Cang hộ pháp, nhưng mà mắc pháp. cười Mà cái lại Trung nhớ không, Trung mọi người nhớ không, cái danh xưng gọi là cái danh xưng hộ pháp Kim Cang là do ai dựng lên, thì có phải là do mấy YouTuber nó dựng lên không, đúng không, thì đó anh, là mấy có nghĩa là đó. hoàn toàn cái sự việc này đó, cái hiện tượng xã hội này nó đến ngày hôm nay đều xuất phát từ từ các YouTuber, TikToker và Facebooker, người ta đi theo. Thậm chí như ví dụ như cái anh ở Bình Dương anh bị phạt đấy, anh ở tận trong Bình Dương anh bán theo tiếp ra ngoài đấy, thì rất rõ ràng là các anh đều có mục đích cả, đều có mục đích cả, còn mục đích vì câu view câu like kiếm tiền hay là vì mục đích khác thì em không rõ, nhưng mà rất rõ ràng là phải có mục đích thì các anh mới ra, đúng không ạ, Đúng chứ rồi. còn không có mục đích thì chả có lý do thì các anh lại từ trong kia đi ra. Mà anh Tú này anh ấy đi như này không phải là lần đầu tiên, không phải là lần đầu tiên, lần này lần thứ ba thứ tư rồi, thế tại sao trước đây các anh không ấy tham gia nó như bây giờ ấy, thì rất rõ ràng là nó đều có cả. Và thông qua cái sự việc này đấy, có một cái mà em thấy rất là khó hiểu ở chỗ là như thế này, có những cô chú anh chị làm trong đó là có những người có thể nói là trình độ học vấn rất là cao đấy, thậm chí là có những người là đã từng công tác, bây giờ gọi là chúng ta gọi là hưu trí ấy. Và cũng có những người rất là lớn tuổi rồi, thế nhưng mà em dĩ nhiên là quan điểm của mỗi người một khác, em không dám lên để chỉ trích các quan điểm đó. Thế nhưng mà em chỉ thấy lạ một điều là không lẽ những cô chú anh chị đó lại không nhận định được cái hiện tượng xã hội này hay sao? Bởi vì thực Đúng rồi. tế vừa rồi như anh Châu Quỳnh có chia sẻ đó, không phải riêng ở Tunisia đâu, mới mới cái đợt mà Nga với Ukraine, chúng ta nhớ cái nước Kazakhstan đúng không nhỉ, mà liên quan đến cái vấn đề trợ cấp giá nhiên liệu đấy, À. thì cũng ngay lập tức người ta diễn ra ngay một cái tình trạng đó là kích động dẫn đến biểu tình bạo loạn đấy. Và ở Việt Nam chúng ta nhìn nhận lại không riêng sự kiện này, mà trước đó đã có rồi, ví dụ thời kỳ Covid đúng không ạ, cũng có những người bất tuân những quy định, thậm chí là gì lên để kích động và cho rằng nhà nước là gì làm o bế, là ép rồi là nhốt dân, rồi là làm mất tự do của dân, rồi vân vân và vân vân, rồi đến khi cái tình trạng xăng đúng không ạ lên giá cũng vậy,
Cũng có những trường hợp lên cho rằng nhà nước đánh thuế này như thế nọ, dẫn đến giá xăng như vậy. Tại sao quốc gia này, quốc gia kia xăng người ta giảm? Có nghĩa là người ta chỉ nói cái vấn đề mà một nửa vấn đề thôi. Có nghĩa là người ta nói những vấn đề mà có ích cho người ta thôi. Còn những các cái quốc gia mà giá xăng cao hơn Việt Nam thì nó không đề cập đến. Nó rất rõ ràng như thế nhé. Hay là cái vấn đề ví dụ như đợt vừa rồi giá điện, đúng không ạ? Tình trạng thiếu điện dẫn đến giá điện tăng, thì người ta cũng ngay lập tức người ta nhảy vào, người ta mổ xẻ, người ta cho rằng và người ta đặt ra những câu hỏi lý do tại sao lại như vậy, tại sao giá điện lại tăng, trong khi người ta không có tìm hiểu một cách nó ngọn nguồn, đúng không ạ? Ví dụ như là Việt Nam chúng ta hiện nay chưa có điện hạt nhân này, rồi hiện nay Việt Nam chúng ta là chủ yếu là sử dụng điện là gì, là thủy điện hay là điện gì, thì người ta cũng không đề cập đến. Và người ta cũng không đề cập đến các quốc gia mà điện cao chót vót, thậm chí là còn được những một vài bài báo cho rằng ở một vài quốc gia là người ta còn được trả, nhà nước trả tiền để dùng điện. Đấy, chúng ta nghe thấy nó có cái gì đấy nó rất là vô lý. Thế nhưng mà cũng có những người nhảy vào, đúng không ạ? Và cái điều này nó không lạ, không lạ khi mà thời gian gần đây chúng ta thấy là ở Việt Nam chúng ta không riêng gì cái hiện tượng anh Tú Thích Minh Tuệ này, mà tất cả các sự việc hiện tượng trong xã hội ấy thì đều được, đúng không ạ, đều được lợi dụng một cách nó triệt để nhất nhằm kích động, em nói thẳng là nhằm kích động ấy, để mà gây ra cái sự chia rẽ. Đầu tiên là chia rẽ trước đã, chia rẽ giữa ngay kể cả trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, rồi là gây chia rẽ giữa Phật tử với giáo hội, rồi gây chia rẽ giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, rồi gây chia rẽ đối với những công dân mà không theo tôn giáo đối với các tổ chức tôn giáo. Đúng rồi. Rồi là gì? Rồi là gây chia rẽ ngay cả các cái công dân khác với nhau. Và chúng ta thấy rất là rõ đây là một cái bài không mới. Thế nhưng mà nếu cô chú anh chị không để ý là sẽ dính vào thôi. Đó là nó đưa ra những cái thông tin rất là vô bổ, vô thưởng, vô phạt. Sau đó nó để cho các anh nhảy vào, đúng không ạ? À, tự đánh nhau, tự chửi nhau. Đó là gì? Đó là nó chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc rồi. Và cao hơn nữa, nó đẩy cao trào lên là gì? Nó muốn cho cái xã hội Việt Nam ta bất ổn. À, tạo ra cái sự thù địch ngay ở trong nước. Đấy. Và cái vấn đề dân tộc tôn giáo là hai vấn đề mà chúng lợi dụng một cách triệt để, đặc biệt là các tổ chức, ngay kể cả các cái nhà nước người ta không thiện cảm Việt Nam, người ta cũng lợi dụng vấn đề này. Và người ta dung dưỡng cho các cái tổ chức, các cái cá nhân chống phá nhà nước Việt Nam thực hiện các cái hành động này. Và trong đó là cũng có những cá nhân ở trong nước, cơ hội chính trị, rồi là những cái đối tượng mà theo các cái tổ chức phản động chống phá, người ta cũng lợi dụng vấn đề này. Thì nó rất là nguy hiểm. Và các quốc gia như chúng ta thấy, nào là đặt ra những cái như cách mạng màu, cách mạng cam, rồi mùa xuân Ả Rập, chúng ta thấy rất là rõ là toàn là màu hồng cả, đúng không ạ? Cách mạng nhung đấy, nhung cam, rồi là mùa xuân. Và tất cả các quốc gia đó ngày hôm nay thì chưa nhìn thấy cam nhung và mùa xuân đâu cả, mà chỉ thấy tiếng súng thôi. Thì ở Việt Nam ta cũng vậy, nó lợi dụng rất là triệt để, và mục đích của nó cuối cùng vẫn là thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam chúng ta thôi. Ví dụ ngày 11 tháng 6 năm 2023 đấy, đúng không ạ? Đấy có phải là vấn đề dân tộc không? Và ngày hôm nay đây có phải là vấn đề tôn giáo không? Rất rõ ràng đấy là các cái tổ chức này nó lợi dụng rất là triệt để. Và đặc biệt là gì? Đặc biệt là chúng ta thấy là cái tổ chức mà gọi là Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ đấy, thì không có cái năm nào mà nó không báo cáo Việt Nam chúng ta là thiếu tự do tôn giáo. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ. Và cái chiêu bài là cái gì, dân chủ gì đấy, dân tự do, dân chủ, nhân quyền, rồi là nhân quyền cao hơn chủ quyền, đúng không ạ? Những cái chiêu bài này thì nó đưa ra thường xuyên. Và ngày hôm nay đặc biệt là nó lợi dụng vào Internet, nó phát tán rất nhiều
các cái bài viết hình ảnh và clip nói về cái vấn đề tôn giáo ở Việt Nam chúng ta nói chung và cái hiện tượng chỗ anh Tú Thích Minh Tuệ này nói riêng. Và chúng ta thấy rất là rõ là gì, đi đến đâu thì cũng có những cái bài, những cái clip đăng tải mà hầu hết những cái thông tin nó rất là vô lý. Ví dụ như cái vấn đề mà đi vào nghĩa trang liệt sĩ chẳng hạn, đúng không ạ? Rồi cái vấn đề các anh đi ra đường thì các anh cảnh sát giao thông hay là trật tự các anh ấy ra, các anh ấy điều tiết giao thông, cái chuyện này nó chuyện hết sức bình thường. Ở các thành phố lớn vào giờ cao điểm người ta cũng đứng ra để người ta điều hành giao thông. Nhưng mà hội này nó cũng lợi dụng và nó cho rằng là cơ quan chức năng của tỉnh này, đúng không ạ, công an của tỉnh kia là phải ra đường thế này, phải ra đường thế nọ. Và đặc biệt là em còn thấy có cả clip ví dụ như cô giáo còn cho cá học sinh ra để đứng để đón. Em không hiểu là nó như thế nào, nhận thức của giáo viên ra làm sao. Cái này là em nói thẳng luôn, nhận thức của giáo viên như thế nào thì em không rõ, nhưng em khẳng định luôn là cái hành động đấy là nó quá thiếu suy nghĩ luôn, chứ không phải là thiếu nữa. Đúng rồi. Bởi vì thực tế anh cũng đã bức xúc cái vụ đó đó, anh bức xúc cái vụ mà cô giáo mà đưa ép học sinh đi ra ngoài đó á. Cái vụ đó mà không biết là xã giáo dục ở địa phương đó không biết có biết chưa, hay là họ có phương án nào chưa đối với cái cô giáo đó, mình không biết, nhưng mà mình nhìn mình rất là bức xúc. Thì đó, em cũng rất là bức xúc, bởi vì thứ nhất này, cô giáo đó có theo tôn giáo của anh Tú hay không? À em xin lỗi nhé, có theo cái hình thức tu tập giống như anh Tú đó không? Là một. Thứ hai là các cháu học sinh ấy, các cháu đã có nhận thức gì về tôn giáo, đã biết gì về tôn giáo, và đặc biệt là phụ huynh của các cháu có biết hay không và đồng ý hay không mà lại có những cái hành động như vậy. Em thấy rất là suy nghĩ nó rất là vô lý. Thà như chúng ta đã từng thấy rất nhiều các cái việc, các cái sự việc mà cô giáo và học sinh ra trước cổng trường, ví dụ đúng không ạ, như cái trường hợp mà đón các cái học sinh mà đoạt giải nhất trong các cuộc thi ấy, trong nước và quốc tế, thì cái đấy nó hoàn toàn là dĩ nhiên rồi, đúng không ạ? Đấy, vừa là tôn vinh các cháu đoạt giải, vừa là động viên các cháu là ở trường để tiếp tục phấn đấu học tập tốt hơn để đạt những cái thành tích như vậy. Hay là không may xảy ra cái việc các cháu là học sinh trong các trường đó, không may xảy ra vấn đề này vấn đề kia, đúng không ạ, cô giáo và học sinh ra tiễn đưa, thì cái chuyện đấy nó hết sức là bình thường. Đó là cái tính nhân văn của con người Việt Nam chúng ta. Đấy, vui buồn cùng chia sẻ, cái đó thì em ủng hộ. Nhưng đây nó hoàn toàn khác, đó là chưa nói những cái vấn đề là quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến vấn đề tôn giáo trong các trường học, chưa nói nhé. Thì cái việc này theo em nghĩ là cũng hy vọng là Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có chỉ đạo tìm hiểu chính xác xem cái đó, cái clip đó nó có chính xác hay không, nó có phản ánh đúng thực tế là ra để mà gọi là đón hay là liên quan đến cái chỗ anh Tú Thích Minh Tuệ không, hay là sự kiện khác. Mà nếu có thì nên có những đính chính để cho người dân người ta theo dõi, người ta biết để người ta đỡ hoang mang, đúng không ạ? Còn nếu chính xác thì cũng cần phải có những cái hướng để mà xử lý cho nó kịp thời. Đấy, tránh gây ảnh hưởng đến các cháu học sinh. Đó là một vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là thông qua các cái tổ chức quốc tế, rồi các cái diễn đàn, đúng không ạ? Rồi bắt đầu sau đó là nó đưa ra và nó yêu cầu Việt Nam chúng ta là phải thế này, phải thế kia với tôn giáo. Đấy, vấn đề dân tộc tôn giáo. Thế thử hỏi cái sự việc anh Tú Thích Minh Tuệ này, các cái tổ chức chống phá nhà nước Việt Nam ta nó có ấy không, nó có những cái bài viết clip không? Có chứ, đúng không? Thấy đặc biệt những cái tổ chức khủng bố Việt Tân ấy, đúng không ạ, nó cũng bám rất là sâu sát về cái hiện tượng xã hội này, và nó cũng có rất nhiều bài để kích động. Nó kích động nó là một chuyện, nhưng mà nó còn hạ thấp uy tín của giáo hội Việt, Phật giáo Việt Nam, rồi nó, đúng rồi, nó hạ thấp nhà nước, rồi nó hạ thấp đảng, và nó cho rằng cái việc là gì, giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì, nó gọi là cái gì, phụ thuộc là cái gì đấy, dưới chân đảng luôn, thế này thế nào. Nhưng mà trong khi đó ngay kể cả ở Mỹ thôi, người ta cũng quản lý chứ không phải là không. Đấy thì chúng ta thấy rất là rõ là các cái chiêu bài này đấy thì nó không mới, nhưng mà nó sẽ là một trong những cái
yếu tố tác động rất là lớn đến cái vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thế thì đối với cá nhân em thì em chia sẻ những cái nội dung như vậy theo quan điểm cá nhân em. Còn về cô chú anh chị thì mỗi người có một quan điểm khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta theo chơi, đúng không ạ, theo dõi trên mạng xã hội thì hàng ngày nó có rất nhiều tin tức. Thế nhưng mà tin tức đó đúng hay sai, đã được kiểm chứng hay chưa thì lại ít người quan tâm đến, ít người quan tâm đến. Thế nên là qua cái sự việc này, đây cũng là một trong những cái bài học nữa để cho mọi người có thể thấy được, đó là nhà nước không cấm, không cấm cô chú anh chị hay bất cứ ai công dân Việt Nam mà thực hiện cái việc tu tập. Anh tu kiểu gì thì tu, thế nhưng mà anh phải chấp hành đúng theo quy định hiến pháp pháp luật. Nhà nước bảo đảm cho anh quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, nhưng anh cũng phải chấp hành theo pháp luật của nhà nước. Không phải là anh tu là anh có quyền đứng trên pháp luật. Và cái điều này là cái điều mà các cái tổ chức chống phá Việt Nam nó rất là mong muốn. Bởi vì chỉ cần cơ quan chức năng xử lý không khéo thì ngay lập tức Việt Nam sẽ không có tự do tôn giáo. Và thậm chí các cái tổ chức chống phá ngay lập tức nó sẽ lên tiếng ngay. Thậm chí là chính phủ các quốc gia hay là các cái tổ chức mà phục vụ cho các quốc gia đó ngay lập tức nó sẽ nhảy vào ngay. Đây là một trong những cái vấn đề tại sao mà anh em chúng ta hay nói là nhạy cảm, nó là ở chỗ đó. Nhạy cảm là khi các cái tổ chức nhà nước không có thiện cảm với nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, người ta sẽ lợi dụng và người ta thực hiện ngay cái ý đồ. Đó là một trong những cái mà chúng ta hay nói nó là nhạy cảm, và nhạy cảm ở chỗ đó, chứ không phải cái vấn đề mà chúng ta đề cập cái vấn đề tôn giáo nó là nhạy cảm. Không có gì mà nhạy cảm cả. Thế nên là ngày hôm nay em cũng chia sẻ những nội dung như vậy. Hy vọng cô chú anh chị tham gia trên mạng xã hội thì cũng có những cái mà nhận định nó một cách nó chính xác, một cách nó chính xác, một cách nó khách quan. Đấy, em thì em không có phê phán hay là em không có bài trừ cái hình thức tu tập của anh Tú. Anh thích tu cái gì đó là anh tu. Đấy, thế nhưng mà để mà thực hiện cái việc tu, để mà lôi kéo, để mà kích động, để mà chia rẽ, để mà tạo ra cái bất ổn trong xã hội, cái đó không phải là tu mà là cái đó là hành động chống phá. Em nói rõ chống phá. Còn các anh tu kiểu gì tu, nhà nước đâu có cấm đâu. Và anh tu ở chùa cũng vậy, anh tu ở ngoài cũng vậy. Thế nhưng mà anh đã là thực hiện hoạt động tôn giáo thì anh phải tuân thủ theo cái quy định của cái tổ chức tôn giáo đó. Anh không thể lợi dụng vào tổ chức tôn giáo để anh làm xấu đi cái hình ảnh của một tổ chức tôn giáo. Giống như có một vài cá nhân ngay lập tức sau khi cái sự kiện này diễn ra là có những ý kiến miệt thị Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất là tục tĩu và căng thẳng, trong khi đó Giáo hội Phật giáo người ta không có làm hay là liên quan gì đến các anh cả, cũng không ảnh hưởng đến cá nhân các anh các chị cả, thế nhưng lại có những hành động miệt thị và so sánh. Thế còn tu thì anh có nhiều con đường để tu mà, để mà thoát tục ngộ đạo mà, chứ đâu phải là một con đường đâu. Và chúng ta phải nhìn lại cả một quá trình tiến trình lịch sử thì Thích Ca Mâu Ni ngộ đạo thành Phật đến nay hơn 2.000 năm thì cũng chỉ có mỗi Thích Ca Mâu Ni thôi. Đã có ai, đúng không ạ, đã có ai khác thực hiện tu tập mà đạt được chưa, thành Phật chưa? Thì em khẳng định là chưa. Em cái điều này thì em đã khẳng định là chưa. Và ngay kể cả Thích Ca Mâu Ni cũng đã tự tìm cho mình con đường tu tập riêng để ngộ đạo thoát tục, chứ không phải là tự dưng mà có. Mặc dù là ban đầu thì cũng có tìm hiểu, đúng không ạ, cũng có tu tập theo một vài phương pháp khác, thế nhưng mà sau khi xong thì cũng phải rút kinh nghiệm, đúng không ạ, cảm thấy nó chưa đạt được cái mục đích của mình, chưa đạt được cái nguyện vọng thì cũng rút kinh nghiệm, rồi cũng đúc kết, rồi là cũng tìm ra cái hướng đi mới của mình. Cũng giống như kiểu Giê-xu trong Thiên Chúa giáo thôi, đúng không ạ?
cũng là một người, hay là Mohammed cũng vậy thôi, thì đó là những người đứng đầu, và có thể nói là những người đó là người sinh ra các tôn giáo cho đến ngày hôm nay, thì đều là một người thoát tục ngộ đạo đầu tiên của các tôn giáo đó. Thế thì để mà cùng con đường đó, ngày hôm nay đã có cá nhân nào khác chưa, thì em khẳng định là chưa đối với các tôn giáo. Thế nhưng cái việc tu tập thì em hoàn toàn ủng hộ, bởi vì trong quá trình các anh tu tập đó thì các anh sẽ ngộ ra nhiều vấn đề, đặc biệt là các anh tìm thấy chính cái bản ngã của cá nhân mình và hướng đến cái chân thiện mỹ. Và khi đã từng cá nhân hướng đến chân thiện mỹ thì xã hội nó sẽ yên bình và phát triển thôi. Đấy, cái điều đó thì rất là rõ ràng, tôn giáo nào cũng vậy. Và em ủng hộ tất cả mọi người thực hiện cái việc tu tập theo các cái tôn giáo, đúng không ạ? Tốt đời đẹp đạo, đấy, tuân thủ pháp luật, không nên là vì cá nhân mình mà ảnh hưởng đến cá nhân và tổ chức khác. Còn nếu như để mà chúng ta tiến hành tu tập mà để ảnh hưởng đến nhà nước, ảnh hưởng đến người dân, đúng không ạ, thì không nên. Và đặc biệt là chúng ta đừng có để trở thành một cái con cờ trong cái trò chơi chính trị hóa vấn đề tôn giáo. Và cái vấn đề này thì sẽ được các cái thế lực nó lợi dụng rất là triệt để, em nhắc lại rất triệt để, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hay là những người kém hiểu biết, là người ta lợi dụng rất là nhiều. Và đặc biệt là thông qua cái việc này đó thì người ta sẽ kích động, bởi vì sao? Bởi vì mê muội mà, chúng ta hay nói là mê muội, bất cần biết đó là đúng hay sai, cái điều đó nó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Và đến khi mà nó xảy ra rồi, đúng không ạ, nó giống như một số nước là cam nhúng rồi mùa xuân mùa xiết ấy, thì đến lúc đấy thì cô chú anh chị tự gánh cái hậu quả thôi. Hay là, và cái hành động mà đưa ra để so sánh ấy, đúng không ạ, đưa ra để so sánh giữa nhân anh Tú Thích Minh Tuệ này với lại các cái gọi là những nhà sư mà gọi là có thâm niên đắc cao đạo đấy, đúng không ạ? Trong giáo hội Phật giáo Việt Nam hay là các cái tổ chức tôn giáo khác, hay là lãnh tụ, hay là các cái vị lãnh đạo của Việt Nam, đó là một trong những cái hành động mà ngày hôm nay đó chúng ta thấy rất là rõ ràng, giống như Ukraine đó là chủ nghĩa xét lại, đúng không ạ? Và phong trào dân túy nó kích động rất nhiều, và khi nó kích động thì dĩ nhiên là nó sẽ lôi kéo được những cái người mà mê muội đấy, đúng không, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đấy. Và thông qua đó thì nó nuôi dưỡng các cái phần tử cực đoan này, đúng không ạ, rồi là ly khai các thứ trong các tôn giáo trong và ngoài nước, rồi là tuyên truyền kích động gây mất ổn định tình hình, rồi là về dân tộc, về tôn giáo, vân 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 cả. Thì nó là một trong cái vấn đề mà không mới, nhưng mà có thể là âm mưu thủ đoạn chiêu thức của nó mới đấy. Dĩ nhiên ở đây em không đề cập đến cái trường hợp anh Tú với Thích Minh Tuệ đâu nhé, em không nói đến, mà đây là thông qua hiện tượng đó và các cái thế lực nó lợi dụng vào đó thôi. Đấy, thì cũng hy vọng là cô chú anh chị nhìn nhận nó có gì đó nó khách quan. Còn cô chú anh chị có quan điểm của mình, ai ủng hộ thì cứ ủng hộ thôi, đúng không ạ? Nhưng mà đến khi nhận ra rồi thì cố gắng là đi xin lỗi những cái người mà cô chú anh chị đã từng xỉ vả người ta đấy, đúng không ạ? Khi ngay từ đầu em thấy có rất nhiều cô chú anh chị cũng đã có ý kiến, thế nhưng mà ngay lập tức là cũng bị nhiều các cái người, đúng không ạ, phi vào là tán, không trượt phát nào luôn đấy. Nó rất là nguy hiểm đấy, là một trong những cái mà mất đoàn kết đấy, đúng không ạ? Cái đấy là hy vọng cô chú anh chị đấy, thì cô chú anh chị sẽ có quan điểm của mình. Và cũng hy vọng là các cái tổ chức, đặc biệt là các cơ quan báo chí, kịp thời thông tin đến người đọc, người nghe, người xem những cái thông tin nó chính xác nhất, nó khách quan nhất, để người dân, đúng không ạ, như cá nhân em để ngạ thông qua các cái bài viết, hình ảnh đó để đưa ra cái nhận định khách quan của mình, tránh bị các cái đối tượng xấu nó lợi dụng vào đó để nó dẫn dắt theo một cái chiều hướng không tốt. Và khi bị dẫn dắt như vậy đấy, mà lại còn có những cá nhân cố chấp nữa thì cũng không còn gì để mà nói nữa. Thì có thể ngày hôm nay là có thể cái hiện tượng này nó sẽ kết thúc, thế nhưng đây cũng không phải là hiện tượng cuối cùng,
và chắc chắn trong tương lai nó sẽ còn nhiều cái vấn đề khác mà Đào chúng ơi. lợi dụng triệt để nó kích động. Đấy thì cá nhân em cũng chỉ chia sẻ được như vậy thôi. Đấy thì mỗi người có một quan điểm, còn em thì em không ủng hộ những cái hành động mà kéo nhau ra đường mầm như vậy. Thứ nhất là không giải quyết vấn đề gì, và sau một quá trình đi như vậy thì em không biết là có cô chú anh chị đi theo đã thoát tục ngộ đạo hay chưa thì em chưa thấy, nhưng mà em thấy đột tử vì sốc nhiệt các thứ thì em thấy rồi đấy, đúng không ạ? Thì không biết là đã ngộ đạo được chưa thì cũng rất là nguy hiểm. Đấy là cá nhân em xin chia sẻ như vậy. Cảm ơn anh Thu Quang và cô chú anh chị đã lắng nghe. Ok, cảm ơn Trung nha. Thì coi sao ông về ông kiểm tra, ông coi lại cái lô ruột nồi cơm điện ông lỡ nhận về đó thì coi sang nhượng lại đi. Còn không có thì một là bây giờ chỉ cho ông luôn nè, ông liên lạc một là với anh Bắc, hai là Việt Rai. Đúng rồi, bởi Việt Rai bên phố bên xa cũng chỉ là mới xuất hiện cái hiện tượng này, nói chung cũng là mặc cái đi đó là đi bộ vòng vòng đó, mà hình như là chưa có bưng nồi cơm ruột rồi cơm điện chưa có bưng. À thế à? Tức là cũng đi bộ bên phố bên xa rồi. Thì bây giờ chung lập tức và liên hệ với Việt Rai đúng không? Đó, để Việt Rai coi sao đó, chuyện qua Việt Rai để Việt Rai là bày ra để bán với nó đi coi bộ là được á, coi bộ là giải quyết được cái đống cái lô hàng đó của chung á, nó đã không bị ứ động phải không? Đó. Còn, thì em đây là anh em mình đang nói đùa nói vui, nhưng mà đúng là đã có những cái clip á mà anh em người ta làm ở trên mạng, em thấy nó rất nó có cái gì đấy nó rất là bị bôi, đúng không ạ? Mà nó châm biếm, nếu như rơi vào cá nhân em thì khả năng là em sẽ thay đổi ngay. Đó là những cái hình ảnh mà những cái người chồng người ta cũng lấy cái chăn cái ấy cái thứ người ta khoác lên người, xong người ta cầm một bên là nồi vỏ là cơm điện, xong rồi người ta cầm điện thoại hoặc iPad cho người ta xem rồi người ta chơi, còn vợ thì phải ngồi bên cạnh để đút cơm ấy. Em thấy rất là có cái gì đấy nó rất là bỉ bôi, nhưng mà thực tế là mà nói là nếu mà không có những hiện tượng thì nó buồn cười, như cái hiện tượng vừa rồi thì chắc chắn những cái hành động đó thì người ta cũng không nghĩ ra đâu. Chứ không phải là em khẳng định là cũng không phải tất cả mọi người đều coi thường hay là hạ thấp uy tín của giáo hội Phật giáo Việt Nam đâu, chỉ là một số ít thôi. Và cũng không phải là người ta coi thường cái việc tu tập theo cái nguyên lý nhà Phật đâu. Đúng rồi. Mà đó là ta phê phán hiện tượng thôi. Đó, người ta lên để người ta có những cái hình ảnh có thể nói là nó châm biếm sâu cay để nó phê phán cái hành động mà lợi dụng vào đó để làm những cái việc mà nó không phù hợp thôi. Thế thì nói đúng ra này em cũng thấy những cái hình ảnh đó nên cảm ơn. Em nói thật cũng nên cảm ơn những người người ta nghĩ ra những cái đó, mặc dù là có thể chỉ là người ta làm để vui, để câu view câu like, nhưng mà rất rõ ràng là nó sẽ có tác động rất là lớn đến cái tư tưởng của những người xem. Và biết đâu đó thông qua hình ảnh đó thì người ta sẽ rút ra được những cái mà nhìn nhận của cá nhân mình về cái hiện tượng xã hội đó. Chứ không phải là mới đâu, em thấy rất nhiều là cô chú anh chị, ví dụ ngay kể cả quần áo cũng vậy, đúng không ạ? Cũng ngay lập tức là có mẫu rồi. Đấy, có mẫu rồi. Thế nên là cái này có thể nói là được cái này thì mà sẽ mất cái kia đấy. Chúng quy là được cái này thì sẽ mất cái kia thôi. Thế nên rất là rõ ràng. Em thì em chưa suy nghĩ đến vấn đề thoát tục ngộ đạo bởi vì em còn trẻ, cũng còn khỏe, còn phải lo cho vợ cho con, cũng giống như một số bro mà ấy thôi, hay chia sẻ thôi. Nhưng mà nếu như mà được thì khả năng này em phải nghiên cứu lại. Đúng rồi. Cái nồi cơm điện bây giờ em ế nguyên một series rồi nhá, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em ship tận nơi free ship nhá. Nhưng mà bây giờ thất vọng cho chung rồi, giờ Việt Rai chối rồi kìa. Việt Rai nói anh cứ đùa, bên này mà ôm nồi cơm điện đi vòng vòng nó tự đi ăn trộm nó bắn cho bỏ mẹ. hàng gì cái tấm ảnh mà cái thằng đi bên phố bồ xa là nó chưa có nồi cơm điện, vậy là coi như là cái thị trường Mỹ là chung thua rồi đó. Cái thị trường thị trường Mỹ là chung thua rồi, bây giờ chung chỉ đi liên hệ thị trường Đan Mạch thôi. Em sẽ đi với thị trường Đan Mạch. Ok, em cảm ơn anh Tư Quang và cô chú anh chị nhá.